Khi có hạt cát lọt vào trong cơ thể con trai, tuy rất khó chịu nhưng nó lại không thể bài trừ hạt cát đó ra ngoài. Nó chỉ có thể dùng cơ chế tự chữa lành vết thương có sẵn để tiết ra một chất bao bọc lấy hạt cát, dần dần hình thành nên hạt ngọc tròn trịa, quý giá. Khi bị loài rơi cắn và hút máu, loài ngựa hoang cũng chẳng hề dễ chịu, vì không có cách nào đuổi được loài hút máu kia. Nó chỉ còn cách chạy ngược chạy xuôi một cách điên cuồng đến mức chết vì chính sự điên cuồng đó. Tại sao chúng ta không thể như con trai kia tìm cách thích nghi, dùng chính hoàn cảnh không thể thay đổi kia và dùng sự bao dung độ lượng để chấp nhận mọi điều không như ý và cuối cùng biến chúng thành động lực cho bản thân? Tốt nhất đừng nên học theo chú ngựa hoàng, gặp chuyện bực mình thì đùng đùng nổi giận, bởi vì kết quả cuối cùng chính là bạn phải chịu sự tổn thương. Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng đời người phải biết xem nhẹ những lời nói dối, biết chấp nhận và biết nhẫn nại trước sự lừa gạt. Và cũng dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng nên để cho bản thân một không gian yên tĩnh, nên học được cách suy nghĩ, học được sự chờ đợi, học điều chỉnh bản thân. Đời người có nhiều lúc không cần phải quá cầu nệ, mà cần bạn biết quay đầu nhìn lại và có thể nở nụ cười thoải mái nhất. Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng có những thứ chỉ có thể giữ lại ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời. Vậy nên hãy sống vì những gì xứng đáng, buồn rồi cũng sẽ qua, cứ mặc kệ và tiếp tục bước đi. Sẽ có một ngày bạn đột nhiên phát hiện ra rằng lòng tốt của bạn đối với người khác giống như một ly nước vậy, uống vào liền hết. Còn điều không tốt của bạn thì lại giống như một loại hạt giống, nó sẽ từ từ bén rễ rồi nảy mầm trong lòng họ. Đây chính gọi là cái bản chất của con người. Cuộc sống này đẩy chúng ta đến rất nhiều thử thách, chúng ta học được cách tiếp nhận và khoan dung với chúng. Nếu như có một người, người ấy có thể vì một chút những điều tốt đẹp của bạn mà có thể chấp nhận bỏ qua tất thảy những điều không tốt kia của bạn, vậy thì bạn nhất định phải trân trọng người ấy. Bởi vì mọi người trên thế giới này phần đông đều sẽ chỉ nhìn vào cái không tốt của bạn mà quên đi hết tất cả những gì tốt đẹp bạn đã làm. Cảm ơn những cơ hội đến với chúng ta, thuận cảnh hay nghịch cảnh, đó đều là ân nhân. Trong xã hội này không ai đáng thương và thật sự đáng ghét cả. Thiện ác trong mỗi người là tương đối, ai cũng có hoa hồng và ai cũng có cỏ rác. Vì vậy, dùng tâm yêu thương là cách nhanh nhất để hóa giải hận thù, thu hẹp khoảng cách giữa người với người. Mỗi ngày sống trong sự tỉ hiểm, ganh đua, uất hận thật sự rất mệt mỏi và đáng thương. Đến một ngày ta sẽ nhận ra rằng rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống mà trước đây ta chưa bao giờ nghĩ tới, bởi vì cơ duyên đã đến để ta nhìn sâu vào những gì xảy ra. Đừng để những tác động bên ngoài chi phối tâm trạng, cảm xúc và cuộc sống của bạn. Hãy dũng cảm, mạnh mẽ đứng lên. Cuộc sống của bạn do bạn làm chủ. Đừng vì những lời đàm tiếu chê bai của người khác mà mất niềm tin vào bản thân mình. Đừng vì một chút khó khăn đã vội vã bỏ cuộc, bởi vì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp dành cho bạn.